Vì sao mà cô lại quyết định là mình thôi luôn, mình không có thôi bán luôn tô vịt mà nữa? Chẳng, sách xanh không có bán nữa, nghĩ kiếm chuyện khác làm ăn. Dạ, nhưng mà sau khi mà mình nghĩ cái việc bán trứng rồi, mình cảm thấy trong lòng mình như thế nào? Nhẹ sớm mà. Nhẹ ha, cảm thấy nó thoải mái đầu óc. Thoải mái. Dạ. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại đường Trần Cao Vân thuộc địa phận của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và cách đây không lâu thì Nhân có chia sẻ về một hoàn cảnh mà hai mẹ con bán trứng vịt lộn. Và cô có chia sẻ với Nhân rất là thật tình, cô bảo rằng là hàng đêm cô mang 20 quả trứng vịt đi bán nhưng mà cuối cùng vẫn bán không được. Và có một cái điều rất là oái âm như thế này là cô bán không được thì qua hôm sau á, cô đem luộc lại rồi cô đem bán tiếp. Và với một người mà thật thà và kể hết cái câu chuyện mà như vậy ra thì không che giấu một cái gì cả. Nhưng mà lần đó Nhân đến Nhân thăm cô á, thì cô có tâm sự rằng là cô mong muốn là cô không muốn sát sanh nữa, nhưng mà bất đắc dĩ vì mưu sinh cho nên phải làm. Cho nên á, là có rất là nhiều khán giả nói rằng là hãy giúp cô bán vé số. Và ngày hôm nay Nhân đến Nhân tìm cô, Nhân thăm cô để thực hiện cái ước mơ này. Bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong nhà tìm để thăm gia đình nhé. Cô ơi, Nhân thấy khóa cửa rồi, không biết đi đâu rồi. Cô ơi, khóa chốt ngoài luôn rồi. Cô ơi, cô ơi, ủa, không có nhà, không biết là cô đi đâu rồi cả nhà. 4 giờ kém, có khi nào cô đi bán trứng vịt rồi không? Cô ơi! Kêu to như thế này mà không có người. Ủa, bàn ghế cũng còn kìa. Hay là đi chùa? Có khi nào chắc hai mẹ con của cô ấy dắt nhau đi chùa rồi cũng nên nữa cả nha. Để Nhân đi hỏi thăm xem nó như thế nào. Chia sẻ với cả nhà thì sau khi là biết Nhân đến đây, bà con hàng xóm ráng đi tìm cô ấy để cô ấy về. Cô đây, cô đây. cô phải về. Trời ơi, thấy chân yếu ở nhà đi sợ té không? Đi mở cửa ra cho tôi. Dạ, cứ từ từ đi, cô không sao hết. Dạ. Để cô mở cửa rồi sau đó vào trò chuyện cái nha. Dạ. Mở cửa hay gì vậy? Dạ. Có khéo té nha, đi cứ tận cẩn thận rồi xong luôn. Cái cây nó ngã rồi. Chân yếu quá cho nên là đi là phải mang theo cái cây thế này. Hóa ra trước nhà có một cái bếp mà hôm bữa giờ mình không có để ý luôn á, có cái bếp củi đây. Trời ơi. Tay cũng yếu á, do mắc cái chứng bệnh tay rung á, cầm cái chìa khóa rung rung cái tay. Rồi, may quá. Mở được cái cửa. Cái này mới sơn lại hả cô? Thấy mới nhỉ? À, giờ đẹp á.
Mới được không? Rồi, mời cả nhà vào bên trong nhà. Ủa, cô khóa cửa xong rồi mình đi đâu mới về cô? Lên nhà bà dì chân. À dì hả? Để cho con xin con gắn này. Con thấy là thường thường là khung giờ này là cô sẽ đi bán. Bán tiếng lộn mà hôm nay nghỉ đâu. À bỏ luôn hả? Bỏ luôn hả? Bữa người rầm giờ hả? Là tính ra là bỏ được bao lâu rồi cô? Từ rầm bây giờ là mấy? Hôm nay mấy ta? Cô không biết là chắc mà cả tháng hả? Không, nửa tháng à. À, thì chắc cũng được 20 ngày. Ừ. Dạ, bữa giờ là sức khỏe và bệnh tình của cô như thế nào? Nó cũng vậy gì đâu, nó có bớt gì đâu. Dạ. Có nghĩa nó cũng vậy, tay cũng run, chân cũng yếu. Ờ, té miết à. Té hả cô? Té, bà té lẹt mặt này. Trời đất ơi. Mà mình té là do mình đi bộ té hay là... Đi bộ té. Trời đất. Chống không dẫn nghe cái rầm đâu. Đi bộ mà cũng té nữa. Ừ. Rồi con trai của cô đâu mà thấy khóa cửa rồi? Nó đi chơi đâu. Đi chơi à? Ờ, đi uống nước không? À, dạ. Vậy thì vì sao mà cô lại quyết định là mình thôi luôn, mình không có thôi bán luôn, trong việc nữa? Thôi luôn mà, sách xanh không có bán nữa, nghỉ kiếm chuyện khác làm ăn. Dạ, nhưng mà sau khi mà mình nghỉ cái việc bán trứng rồi, mình cảm thấy trong lòng mình như thế nào? Nhẹ sớm mà. Nhẹ ha. Cảm thấy nó thoải mái đầu óc. Thoải mái. Dạ. Nghĩ để cho thằng cu nó có chuyện làm cho nó theo quấn quýt trong gần trứng nó cái tàu đó. Dạ. Nó phải nghĩ chứ, nghĩ bữa trầm bây giờ đâu có bán, rớ chơi cho đâu có bán. Dạ. Tóc của cô còn rụng không? Còn chứ. Ngày nào nó cũng rụng hả? Ừ, chảy nó rụng thì rụng mà. À, cứ mỗi lần mình chải là nó rụng. Ừ. Hay là sao cô không dùng thử bưởi, mình mua bưởi về mình nấu nước là mình gội đầu thử nó có hiệu quả gì không? Ai biết đâu. Hồi giờ cô có bao giờ cô đi khám chưa? Bác sĩ có nói sao không? Khám hàng tháng bệnh đâu đó. Nên xây sẩm rồi bắt đầu xuống khám mà ơi với áp cao. Dạ. Cô chừng là giữ trong giữ rồi nó tí là đột quỵ á, nói vậy á, rồi tôi cũng hàng tháng vậy xuống bệnh viện lớn khám, chuẩn bị ngày 9 đi khám nữa này. Dạ. Khám. Vậy là rất là dễ bị lên huyết áp. Dạ. Tai biến. Cứ đi bán gì rồi cái mẹ con để gì vậy kêu là chắc cũng đã rảnh cẳng. Tí à? Ờ, cô đỡ vậy. Dạ. Có nghĩa rằng là nhiều lần bị té rồi. Ở nhiều lần té đâu. Dạ. Mà nếu mà cô đi bán gì vậy là phải bán đêm bán hôm. Bán đêm hôm. Dạ. Bán kiếm 10 giờ bây giờ là nhiều khi 11 giờ. Cô chia sẻ rằng là mình đã bị mất ngủ rất lâu rồi, đêm ngủ rất ít. À, đúng đâu. Vậy thì sau khi mà cái việc mà mình bỏ, mình không có thèm bán trứng vịt nữa thì những cái đêm gần đây mình ngủ được nhiều hơn không? Dạ, à, có nghĩa là mình đỡ suy nghĩ rồi. Là mình suy nghĩ trước bán trứng nữa đâu. Là mình cái giấc ngủ của mình nó sẽ sâu hơn một chút. À dạ. Thì ngày hôm nay á thì con tới là sẽ cố gắng liên kết cho mình một cái công việc mới. Đúng rồi. Thì làm một cái tủ vé số, cô ngồi đó thì bán vé số cô cảm thấy được không? Được chứ. Ngồi tại chỗ bán là cho đi. Chia đi là té. À đi té ha. Ừ. À. Đây là mình bán vé số thì nó khỏe hơn đúng không? Đúng rồi, ngồi một chỗ thôi. Đúng rồi, một chỗ. Dạ. Khách tới rồi đưa nó coi sao trả tiền gì đâu. Đúng rồi, vậy nó khỏe hơn cho mình, đỡ bán trứng ha. Ừ, đỡ bán trứng, trước hồi trước đêm hôm. Chứ 3-4 giờ trả lại công ty. Họ tới nếu mà sức khỏe mình yếu thì họ tới họ lấy cũng được. Ừ. Dạ. À, có rất là nhiều khán giả chia sẻ rằng là giúp cho cô một cái việc đó là bán vé số. Bởi vì là bán vé số thì có thể ngồi một chỗ cũng được, không có di chuyển. Đúng đâu. Dạ, mà cái này á, là người ta có nhu cầu, người ta đến thì người ta mua rồi mình chỉ đưa cho người ta rồi mình lấy tiền thôi. À, nó cũng khỏe. À, thì tiện hơn. Dạ, còn cô chia sẻ rằng lúc trước á, là cái việc bán trứng của mình nó cũng khó khăn, là nhiều khi 20 trứng mà bán đêm không có hết. Đúng đâu. Dạ. Vất vả.
Vậy thì cái việc bán vé số hồi xưa giờ cô có suy nghĩ đến không? Từ ngày nói cấp tủ bánh mì tôi nó không có được. Cứ trèo trật miết à, nó đây rồi nó lên xuống trèo bánh mì này làm sao bán. Dạ đúng rồi, con cũng suy nghĩ. Dạ. Bữa hôm qua ngoái xuống nơi không có cấp cô Hiền được tủ bánh mì nữa. Dạ. Cấp cô Hiền là bán số. Dạ, thiết kế một cái tủ nhỏ nhỏ rồi mình bán vé số. Dạ. Thì thật ra thì như hai mẹ con của cô thì cũng bây giờ ăn cái nhu cầu ăn cũng đâu có nhiều phải không? Đúng rồi. Dạ. Cho nên là mình bán vé số thì mình cũng kiếm được đủ sống cho hai mẹ con là được đúng không? Ừ. Dạ. Còn cái việc mà cái máy tôn này á là hồi hôm bữa là mình trả hết cho người ta chưa? Cái tôn này trả tiền hết cho người ta chưa? Còn được cũng 30 triệu nữa. Wow. Rồi từ từ bà trả cho. Dạ. Trả lần lần mà. Trả lần lần à? Ừ, mấy nay nghỉ em có bán nên em trả lần lần. Dạ. Góp lần lần là hết à. À là mình góp từ từ. Ừ, từ từ, nó từ lại ra đã nó mình khổ nên nó không lấy luôn định luôn. Cứ góp nó lần lần cái nó hết rồi nó cộng sổ lại. Vậy thì bây giờ là mình góp rất là nhiều lần rồi thì nó còn bao nhiêu nữa bác? Hả? Mượn 30 triệu. Dạ. Rồi lợp xong hết rồi trả được 20 triệu rồi còn hai cho còn lại 10 triệu nữa. À. Không? Mà mấy nay nghỉ cũng có bán nên không gỡ được. Vậy là cái máy này mình làm lâu chưa vậy cô? Thì cái mới của làm xong hết rồi có cái con thằng ở phường 5 á. Dạ. Nó xuống nó hỏi lợp chưa, tôi nói lợp đâu. Dạ. Nó nói bằng cầu tiêu lợp chưa, tôi lợp đâu. Ừ. Rồi nó chia. Dạ. Ừ. Tính ra là mình cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay quay trở lại thăm cô á, thì được biết. Cô lấy cái đậu con. À, có đây rồi, có đậu rồi. Đậu đang ngầu chưa? Dạ có lấy, rồi. Má lấy cái đậu nữa con. Có rồi em ơi, có đậu rồi. Ngồi đây nghỉ đi. Ngày hôm nay thì Nhân đến đây Nhân cảm thấy rất là vui là vì là nghe cái tin là cô quyết định là cô không bán kính nữa. Bữa hôm nay tới đầu tiên đó. Đây là Phương phải không? Dạ anh hội chữ thập đỏ anh đến đó. Ừ thì bữa đầu tiên đó. Để cái ghế cho anh ngồi ha. Cô lấy hai đậu được con. Một cái. Một cái em ơi. Anh mời anh cho anh ngồi xíu nha. Dạ. Anh ngồi đây anh cứ quen ngồi đi. Đó, anh quá tự nhiên rồi. Đây là thập đỏ hả? Tưởng dạ, Phương. Anh hội chữ thập đỏ. Tưởng là Phương. Thành phố. Bữa đầu tiên á. Dạ bữa đầu tiên con xuống khảo sát đầu tiên á là con. Đầu tiên á. Dạ. Thì anh có nói với con rằng á là thôi bây giờ giúp cho cô là bán vé số cho nó thoải mái chứ cái việc buôn bán của mình nó khó khăn quá. Dạ thì cô nói là cô cũng cảm thấy rất là vui khi mà bên hội chữ thập đỏ cũng như là bên em đến rồi khuyên cô là bán vé số. Thì không biết là theo anh bây giờ là phương án là sẽ như thế nào, anh có thể chia sẻ cho cô biết được không? Thì nói với chủ nhân như thế này. Dạ. Với cô Hiền thì với cái tinh thần mà chúng ta giúp đỡ cho mọi người dân không riêng gì ai cả khi họ có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Để mình tạo điều kiện cho họ vươn lên chính mình. Dạ. Để mà thoát nghèo, mình góp phần cùng với cả nước cũng như thành phố Tuy Hòa là cái mục tiêu đưa ra. Thì với cái mong muốn đó thì đã làm việc với cô thì cô cũng có cái mong muốn là muốn cải thiện cuộc sống hơn. Dạ. Là cô bán vé số. Thì về cái chỗ mà bán vé số thì anh đã liên hệ với chỗ bên công ty số thiết. Dạ. Bên phòng kinh doanh của đại anh Cương thì sẽ thống nhất để giao số cho cô qua một cái đại lý rất là lớn. Dạ. Và cái đại lý này là thương lượng. Dạ. Để giao vé số cho cô và bán, mà khi bán được còn bao nhiêu không còn thì sẽ trả lại cho bên công ty đúng giờ theo cái quy định của họ như vậy. Dạ. Về mặt làm việc thì anh đã làm việc rồi, nói chung là bên công ty đã tạo điều kiện. Dạ. Để cô được cái vé số. Và cái điều mà muốn nữa là phải có cái địa điểm bán số cho nó ổn định. Dạ. Thì cái điểm cô bán bánh trứng đó thì có lẽ là bên hội chữ thập đỏ cũng sẽ làm việc bên chỗ cái điểm nhà đó, là cái chỗ điểm gửi xe đó, để tạo điều kiện cho cô có một cái địa điểm mặt bằng bán vé số cho nó ổn định để cô có cái thu nhập thêm. Đó là cái mong muốn như vậy. Dạ. Vậy thì cái địa điểm đó anh đã trò chuyện với anh chưa trò chuyện, chứ mà chút nữa anh sẽ đi làm việc luôn. À. Nãy anh cứ đi ra ngay chỗ đó rồi. Dạ. Xác định cái vị trí cô bán trứng là ngay vị trí đó và sắp đến anh sẽ ra vị trí đó để nói cô tại điều kiện. Nếu như mà mặt về cô không ấy thì có thể mình sẽ tìm một vị trí nào
thiệu với chính quyền địa phương. Dạ. Thì cái quy hoạch của thành phố Tuy Hòa quy hoạch những cái địa điểm là được tập kết buôn bán. Dạ, dạ. Dạ. Thì họ sẽ có cái giúp đỡ tạo điều kiện cho cô. À, vậy là cái vị trí cũ nếu như mà không phù hợp á, thì bên hội sẽ nghiên cứu một cái vị trí mới. Đúng rồi. Mà nó sẽ phù hợp để đảm bảo theo quy định. Đảm bảo theo quy định để cô ngồi bán cho được lâu dài. Đúng rồi. À, thế cũng là một cái điều tốt. À, cũng hy vọng là sắp tới là sẽ sớm nhất có thể tạo điều kiện cho cô. Dạ. Vậy thì hồi xưa giờ em cũng thấy rất là nhiều cô chú bán vé số, nhưng mà cái việc bán vé số là mình phải làm một cái tủ hay là sao ta? Anh có nghiên cứu thử không? Nó có là một cái bàn đó thì cũng đơn giản thôi, nhưng cái quy mô của chúng ta làm cái bàn là để làm sao có thể là che nắng che mưa luôn. Chứ còn đa số thì mọi người cứ lấy cái tấm miếng bì bóng á, người ta tủ lên khi trời mưa. Nhưng mà mình làm có thể là cái bàn ở mặt có cái mặt kính IKEA nào đó cho nó đẹp, vừa mang tính chất thẩm mỹ mà vừa đảm bảo được là không mất mát, có thể là nếu mưa bất ngờ thì nó cũng sẽ tốt. Có nghĩa là mình làm một cái tủ cũng nghĩa là cái bàn cũng y như kiểu, nhưng mà trên nó có cái mặt này, là có cái hộp nhỏ để mình để lên trong phía rồi. Dưới đó khi muốn là dễ cái miếng này lên, bọt là miếng IKEA lên thì mình lấy cái số gì đó mình đảm bảo không, nó mang tính chất thẩm mỹ hơn. Có nghĩa là mình bảo vệ được những cái tờ vé số đó. Đúng khỏi rồi. Bị kẻ xấu mưa, lấy rồi nắng mưa gió có thể nó bay. Nếu như vấn đề mình chỉ có thể nghĩ ra mình làm cho nó an toàn nhất. Không biết là bây giờ cô đang suy nghĩ về điều gì? Nghĩ gì đâu. Còn mừng cái gì hả? Mừng không? Mừng chứ. Dạ. Cô nói rằng là thời gian gần đây là cô ngủ được nhiều hơn so với trước kia. Trước kia cô suy nghĩ quá nhiều. Và trong mình nghĩ Phong à, trong cái đây cũng là một cái bước khởi đầu. Bước khởi đầu mà chúng ta đang hướng đến một cái việc mà nó mang giá trị nhân văn. Thì trong tương lai thì có thể chúng ta có thể nhân rộng mô hình này nó nhiều hơn nữa, giúp được cho nhiều người hơn nữa. Ngày hôm qua anh cũng tình cờ gặp một cô bán vé số ở phường 2, cô gánh một cái gánh, anh đã có phỏng vấn rồi, anh gửi cho Duyên rồi. Cô đó là có ông chồng bị động kinh. Hai vợ chồng là bạn 66 tuổi mà bán cũng vất vả, bán từ 3 giờ chiều phải gánh đi khắp thành phố Tuy Hòa để bán chân. Thì trước kia gia đình thì cũng đã bán cái số, ông chồng đã bán cái số rồi. Bây giờ ông bị bệnh động kinh cho nên ông không có làm gì được. Cho nên đây cũng là một mô hình mà mình nghĩ là mình có cái duyên để mà hỗ trợ cho những người có cái hoàn cảnh khó khăn. Bạn nghĩ là Phong nên có cái quan tâm nhiều hơn và tạo điều kiện nhiều hơn không riêng thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và có thể nhiều hơn nữa. Thì em cũng nghĩ rằng là cái việc bán vé số đối với những người trẻ hoặc là những người có sức khỏe thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc di chuyển. Còn đối với những người lớn tuổi, đặc biệt như cô thì chân cũng yếu đi khập khiễng, nhiều khi té nữa. Và đặc biệt là những người già, họ cũng muốn lao động, nhưng mà cái việc lao động của họ nó phải phù hợp với cái sức khỏe nữa. Em nghĩ rằng nếu mà trong tương lai thì mở rộng cái việc mà ngồi có những cái vị trí như vậy thì cũng đảm bảo ha. Anh thấy các cái mô hình mà nó làm là vé số yêu thương hay là cái số nhân ái, các cái bảng đàng hoàng. Tại sao mình không làm như vậy để cho người ta biết ở đây là những cái hoàn cảnh mà người có thể là chúng ta có thể mua vé số, lâu nay ta mua số cách thường tình. Giờ đây ta tại sao ta không giúp đỡ cho một người đang có một hoàn cảnh như vậy? Mình nghĩ là làm cái công tác truyền thông tốt hơn thì nghĩ rằng là cô sẽ bán đắt và sẽ giúp cho cô thoát nghèo. Dạ, cái việc thoát nghèo thì em cũng chưa có hướng tới, nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc mà sẽ giúp cho hai mẹ con cô là không có còn vất vả trong cái việc mà kiếm tiền để lo hàng ngày nữa. Trời ơi. Vui hả? Vui chứ. Cùng bé giường ấy nó nói nhà bé số như cô Hiền rồi bé không được. Chứ mà bên mì mấy đi từng nói mì rồi ngủ mà được. Tôi tạo chẳng biết à. Tôi sợ chở xuống ai bén. Đi đứng bất tiện quá, đứng lên làm vậy rồi ớn quá. Bởi vì cái đó là cái suy nghĩ tức thời để hướng cho cô một cái việc khác ngoài cái việc là cô bán trứng, bởi vì trứng không bán được. Nhưng mà sau khi mà suy nghĩ mãi kỹ ra thì mới nghĩ rằng là có lẽ là chắc cô sẽ phù hợp với vé số hơn là bánh mì. Với lại là cô mong muốn điều đó chưa? Muốn chứ, mấy bữa cái nuôi bánh mì sợ. Cứ sợ cái rạp 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 mấy ngủ đó rồi miết hả? Nó miết rồi nên chồng chị em mà ông bạn đừng ở đây chở tôi xuống luôn. Tôi bán không được làm sao? Dạ. Cô cũng lo lắng là nếu mà đưa cái bánh mì tới đây thì bán không được. Bán được đâu. Cái bữa đầu ấy nó xuống nói cho tôi thầu bán số nha. Thầu bán số không được. Chắc có nhiều người ủng hộ đấy. Mới này cũng có nhiều ủng hộ rồi đấy. Thì Liên cháu lại sẽ ủng hộ hai thơ một ngày nha. Hai thơ một ngày. Dù khó đi một chút thôi. Nhưng mà khi mà từ cái địa điểm này đến cái nơi bán vé số thì cô đi bằng phương tiện gì? Gậy. Trời.
cứ bé thôi, bé trước không đi gậy đi gậy đi đi đâu. Bị tai biến nhẹ mà. Vậy thì nhẹ. Có lẽ là anh phải tạo điều kiện mà cái địa điểm nào đó gần chỗ này thôi chứ. À thì nó cũng gần đây. Gần đây gần đây này. Cua đây thôi. À, cũng rất đường lớn này đó ha. Đường lớn, đường Trần Đạo luôn, nó rất không. À đường Trần Hưng Đạo. Đường Di Tân. Di Tân. Đường rất lớn, chỗ đó các điểm đỗ xe rất lớn thì dạ. Người ta thích đỗ xe người ta cũng phải là ủng hộ cho cô. À dạ dạ. Nó phù hợp. Thì cái vị trí thì chắc lẽ là phải nhờ anh. Đúng rồi. Thì sau này nếu mà xong xuôi hết tất cả những cái vị trí và lại là có một cái địa điểm phù hợp cho cô rồi á, thì khi nào em về Phú Yên em ghé em thăm lại. Ừ. Với mục đích rằng là sẽ chia sẻ cái vị trí đó để cho các bạn ở Phú Yên cũng như là mấy cô chú Phú Yên á, người ta có đi ngang thì người ta ghé người ta ủng hộ một hai tờ gì cũng là cũng được. Dạ. Cái nói thêm cả điều kiện. Và là ngày hôm nay á em tới thì cũng muốn là thông báo là có một số mạnh thường quân á cũng gửi tặng cho cô một ít tiền. Thì em nghĩ là số tiền này á thì có lẽ dành biếu cho cô với con của cô để xoay sở. Bởi vì là cô nói rằng là cô làm cô cũng còn nợ một cái vài đồng tiền gì đó đây nè. Thì 10 triệu à. Thì cái số tiền này thì nó cũng không lớn nhưng mà em muốn rằng là thôi thì tiền của Mạnh Thường Quân á là em trao cho hai mẹ con luôn. Còn cái tiền mà làm tủ hay làm gì đó, bữa nào em sẽ ủng hộ riêng. À, có gì anh nhờ anh thông báo cái việc làm đó bao nhiêu đó, anh chia sẻ để em hỗ trợ. Để con thông báo cái số tiền mà mấy cô chú giúp cô ha. Tuyệt vời quá. Dạ. Giúp đỡ cũng được đỡ chứ. Không, cái việc mà cô không có sát sanh nữa thì con cũng mừng thay cho cô. Thì cái phước này là cô hưởng chứ không phải con. Bởi vì là cô không sát sanh thì phước này là của cô. Dạ. Cứ nằm đêm người nói thôi dạ. Nghỉ bán trứng đầu đỡ cái lọc cho con đỡ mai mốt có chuyện ở làm ăn cái kiểu đi mà theo miết có đu miết rồi tổng cho nó dạ. Nó cũng ra một tiếng vợ nữa mà. À dạ. À, con xin thông xin phép thông báo một xíu thì có một số mạnh thường quân này là có Nhi Nguyễn gửi cô biếu cho cô 500.000, cô Hồng gửi 2 triệu, anh Quý Thiên gửi 1 triệu, cô Truyền Trương 2.437.000, chị Trang Nguyễn 1 triệu. Thì tổng số tiền con xin phép con tính một chút, 2.5 triệu, 3.5 triệu, 4.5 triệu, 6.5 triệu, 6.937.000, thì làm chẳng là 7 triệu, đúng không? mấy triệu cái gì biết dạ, ý là bây giờ là 6.937.000, giờ làm chẳng thành 7 triệu, được không cô? Được chứ. À, thêm mình cho không bớt lần nào. À, trả lần nào chứ. Chứ mấy nay nghỉ mà đâu có bán đâu. Tôi cô mong muốn là cô sẽ có tiền để trả cái phần mấy tôn cho người ta. Bữa mượn 30 triệu đó rồi trả lần là hết 2 rồi còn 10 mấy. Dạ. Cái này nghỉ đâu có bán đâu mà lấy thì trả nậu. Dạ. Góp mà. Đơn vị số thì cô sẽ sớm trả được. Có người nhiều người giúp á. Dạ. Cười, cười, cô cười. Là... vui. Cô mừng. Có nghĩa là mình thay đổi được cái việc mới rồi. À. Dạ. À, cô đây là số tiền mà tất cả quý mạnh thường quân á. Sau khi mà nghe cô tâm sự về cái việc rằng là mình cũng mong muốn có một cái công việc mới, bỏ sát sanh. Bỏ sát sanh. Thì mấy cô chú với mấy anh chị mạnh thường quân cũng gửi biếu cho cô một cái khoản tiền. Thì ở đây 7 triệu con xin phép con gửi lại cho cô ha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mọi người. Bác cho hội chữ thập đỏ cũng như là chính quyền địa phương. Dạ. Rất là cảm ơn em Nhân đã có cái quan tâm tạo điều kiện cho cô Hiền. Dạ. Đây cũng là một cái chương trình mà cô Hiền là nằm trong 20 trường hợp hộ nghèo của phường năm. À, như vậy là phường năm là còn mấy hộ nữa. Vừa rồi mới đi khảo sát giúp đỡ cho 4 hộ giúp bằng tiền mặt cho họ thoát nghèo. Dạ. Món vừa xong là anh chị vào đây luôn. Vậy là cô là một trong 20 hộ trường hợp của sẽ được giúp. Sẽ được giúp. Dạ. Mà đây là riêng của Nhân. Dạ. À, giúp như vậy là anh rất là mừng. Dạ. Rất là thay mặt cho địa phương cũng cảm ơn chủ nhân. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả các cái mạnh thường quân dạ. Đã quan tâm là ủng hộ trên Facebook của trên cái YouTube của Nhân. Dạ. Và cũng rất mong là có sự lan tỏa nhiều hơn nữa để cùng giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh còn ngặt nghèo hơn nữa trên thành phố Tuy Hòa dạ. Riêng và tỉnh Quy nói chung. Thì cũng như như anh đã chia sẻ thì anh
Cảm ơn quý mạnh thường quân. Thì ở đây thì em cũng thay mặt mấy mạnh thường quân á, tất cả mấy cô chú mạnh thường quân thì cũng cảm ơn anh là Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố là quan tâm đến những hoàn cảnh mà đang gặp khó khăn trong cuộc sống để chia sẻ, để giúp đỡ. Dạ, thì em cũng thay mặt quý mạnh thường quân cũng cảm ơn anh, với lại cũng cảm ơn hội. Rồi, dạ. Rồi. Dạ. Rồi, bắt tay cái này. Bắt tay luôn luôn. Rồi, bắt tay hai tay luôn nha. Bắt tay nhăn nữa nè. Sẽ bắt tay nhăn nữa. Ở vô. Ngủ được là được rồi. Ngủ ngon là được rồi. Mấy bạn nghỉ bán trứng ngủ được. Dạ, nghỉ bán trứng là ngủ được. Dạ. Vậy thì cái công việc mới sắp tới vé số thì cô nghĩ rằng là mình có bán được không? Được chứ, rồi khách đi đường đã mua chứ, sao không mua? Dạ. Lỡ nếu cô bán vé số mà không được nữa thì sao cô? Bán số không được. Dạ. Bán là còn làm trả lại công ty, đâu phải mình mà ôm mà ăn đâu. Không giống như trứng ha. Ừ. Dạ, trứng mà hư là bỏ. Trứng là hư là ăn. Dạ. Ăn hết rồi bỏ cho heo. Còn vé số thì bán không hết thì mình trả lại là được. Chịu lại công ty. Dạ, mình chỉ trả cái tiền gốc của vé số, còn cái tiền lời là mình hưởng được rồi. À. Dạ, nó cũng đỡ cho mình. Ví dụ ngày mình bán tầm khoảng cỡ 100.000 hay trăm mấy nghìn thì đó cũng có thể làm đủ cái thu nhập để mình xoay sở cho hai mẹ con. Dạ. Vậy thì cô có còn mong muốn điều gì nữa không? Không, muốn gì nữa, con trưng đó được, thấy cái số là được, ăn rất là sạch sẽ nữa. Dạ. Mình bớt sản xuất lợi cho con, nó có cái đức của mình, nó hưởng đức mình, cho nếu theo biết là con nó không biết ngại làm ăn. À, cô nói rằng là mình sẽ tạo cái đức, và cái đức này là sẽ để cho con của mình nhận. Ừ, nhận chứ. Dạ. Thì sắc xanh biết quá, con nó đù em. Dạ. Vậy thì bữa giờ cô có đi chùa nữa không? Chuẩn bị đi chùa này, mới vừa đi chùa nữa. Có nghĩa là bây cũng giờ... làm đầu tháng à. Vừa rồi đi rồi ạ? Đi đâu? À, thì bây giờ mình chưa có đi bán vé số thì mình cứ tích cực mình đến chùa, đâu có sao đâu cô. Đúng đâu. Còn gì ngày rằm, ngày bình thường mình cũng đi được mà. Nên thắp cho nhang vậy rồi mình lại dài lại rồi đi gì đâu. Dạ. Nhiều khi cái tòa ái nó tụng mình theo ngồi mình tụng. Vậy thì khi mà cô lạy Phật thì cô có suy nghĩ, cô có ước mong cái gì trong đó không? Hay là cô chỉ đơn giản là cô chỉ lạy thôi? Lạy ước nguyện gì đâu. Dạ. Cô thấy người ta đi chùa người ta hay xin sức khỏe, xin bình an, rồi xin lộc nữa. Cô có xin cái gì không? Cũng cuối năm rồi xin lộc rồi gia đình im thấm gì chứ đâu có xin gì đâu. Dạ. Còn mỗi tháng đi ngày hai quăng đầu tháng rằm. Dạ. Không nhìn biết anh sợ lạc hay sao không nhìn biết anh. Dạ. Nhìn biết mắc cỡ. Tại vì mấy chục năm bán trứng thôi, 20 năm hả? 20 năm à? 20 năm bán trứng. Và sau khi mà nhân đến thì cảm thấy rằng là cái việc này chưa, có nghĩa là không còn phù hợp với cô nữa. Ừ. Cho nên là cũng khuyên cô thôi thì cũng gắn bó mấy chục năm qua rồi. Ừ. Thôi thì bây giờ mình gắn bó mấy chục năm qua nhưng mà mình cũng không khá được. Ừ, thì thôi thì mình cũng không có bám trụ vào nó làm gì. Bán ra rồi còn hết đó. Dạ. Không đâu có nuôi được gia đình đâu. Đã bám víu vào cái công việc này 20 năm qua nhưng mà nó không có giúp cho mình khá lên thì thôi thì mình buông bỏ nó, mình kiếm một cái việc khác thì có thể nó sẽ thay đổi được một xíu gì đó về sức khỏe, vận mệnh và cuộc sống trong tương lai. Thì ngày hôm nay thì con ghé để thông báo với cô như vậy á, bữa nào thì anh Hội Chữ Thập Đỏ anh đến rồi anh sẽ tiếp tục là những cái việc gì mà liên quan tới vé số hay gì đó thì anh sẽ tới đây thường xuyên hơn nha. Con ở xa thì con lâu lâu con tới để con thay mạnh thường quân đó, con trao tiền. Rồi bữa nào mà sau khi mà có được cái bàn vé số rồi con sẽ ghé tới con thăm nha, mua ủng hộ, lấy lọc. Rồi. Thôi chúc con sức khỏe. Rồi. Dạ. Chúc em trai sức khỏe nha. Ừ, anh đi đã. Thực sự mà nói thì Nhân không nghĩ rằng là cô sẽ có một cái quyết định là bỏ hẳn bán trứng vịt luôn. Vậy thì chứng tỏ một điều rằng là khi mà Nhân gặp cô lần đầu tiên á, thì Nhân cảm thấy, cô cảm thấy rằng là có thể tin tưởng được mình. Cho nên là cô nghĩ rằng là sẽ có một công việc mới
Cho nên là cô bỏ trứng vịt, cô không xét xanh nữa, cô chờ đợi mình để có một công việc mới. Và cô nói rằng là về bánh mì thì cô sẽ rất khó để bán, có thể sẽ bán ế nữa. Cho nên cô cũng nghĩ trong đầu rằng là sẽ bán vé số. Và đúng với cái mong muốn và suy nghĩ của quý vị khán giả là bình luận trên cái video nó rất là nhiều, nó là hãy giúp cô bán vé số. Và điều ước này không xa nữa đâu, thì sắp tới sẽ thành hiện thực. Và khi nào mà cô có một cái vị trí bán vé số thuận lợi thì Nhân sẽ đến để thăm cô và cho cả nhà biết cái vị trí đó như thế nào, và cũng như là chia sẻ để cho quý vị khán giả ở Phú Yên á, nếu mà có dịp đi ngang qua thì ủng hộ cô để giúp cho hai mẹ con có thu nhập để xoay sở trong cuộc sống. Và một lần nữa thì Nhân cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất nhiều đã đồng hành cùng với Nhân, cũng như là cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố Tuy Hòa đã đồng hành với Nhân trong suốt thời gian vừa qua trong những hoàn cảnh khó khăn ở Phú Yên. Thì nếu mà cả nhà xem video thì đừng quên ủng hộ Nhân nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.